Theo nghiên cứu từ Chainalysis, Việt Nam là quốc gia đứng đầu về các chỉ số chấp nhận tiền mã hóa trong năm 2021. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngành blockchain Việt Nam có thể bị chậm lại bởi các GameFi kém chất lượng và lừa đảo. Ngoài ra, việc thiếu hụt nhân sự chưa có quy định của luật pháp đã khiến cho các doanh nghiệp phải lo lắng. Vào năm 2021, loạt dự án GameFi của lập trình viên trong nước có dấu hiệu lừa đảo, bào mòn niềm tin từ nhà đầu tư. CryptoBike là dự án click to earn với đồ họa và lối chơi đơn điệu nhưng vẫn thu hút được lượng lớn người tham gia nhờ vào lời hứa hoàn vốn nhanh và lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, vài ngày sau khi ra mắt, 60% token của GameFi này đã bị bán tháo, khiến cho các nhà đầu tư mất trắng tay. Zuki MOBA là trò chơi NFT, dự án có cách quản lý token bất thường với 95% lượng tiền số của trò chơi không bị khóa, có thể bị bán tháo bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, các dự án như là CryptoGuards, CryptoCars, CryptoPlanets, Zodiacs đã bị nhiều nhà đầu tư tố là lén lút bán tháo, khiến cho giá của token sụt giảm mạnh. GameFi năm 2021 đã phá nát thị trường, khiến cho tiền chảy khỏi dòng hệ thống, gây mất niềm tin ở các nhà đầu tư. Để có thể tồn tại, GameFi cần điều chỉnh để việc giải trí là chính, phần kiếm tiền chỉ là song song hoặc phụ trợ. Về giá của token cũng vậy, không nhất thiết tăng mạnh, thu lời lớn nhưng phải sống lâu. Ông Phạm Duy Đông là quản trị viên của cộng đồng Sài Gòn TradeCoin chia sẻ.